Lê Dương Bảo Lâm nhắc về Lee Min Ho, thật mắc cười khi hai đứa mình vô tình giống hệt nhau. Lê Dương Bảo Lâm là một trong những cái tên gây xôn xao dân mạng thời gian gần đây. Theo đó, hậu giảm cân, nam diễn viên tự tin và thường xuyên đăng tải ảnh selfie lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng tự nhận bản thân là Lee Min Ho Đồng Nai. Mới đây nhất, nhân dịp sinh nhật của nam tài tử Hàn Quốc, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến dân mạng bật cười bởi bài viết đầy tự tin và không kém phần hài hước. Cụ thể, trước những lời trêu chọc từ dân mạng, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng đính chính ngày 22 tháng 6 là sinh nhật của Lee Min Ho Hàn Quốc, chứ không phải của anh. Không chỉ nhắc nhẹ dân mạng ngày sinh nhật thật của mình, anh Dương Lâm Đồng Nai còn nhắn gửi đến Lee Min Ho xứ Kim Chi lời chúc nhân dịp tuổi mới, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước dung mạo giống nhau đến lạ. Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số netizen đều không nhịn được cười trước sự lầy lội của nam diễn viên, đồng thời tiếp tục trêu ghẹo sự tự tin hiếm ai bì kịp của anh chàng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!